Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Biết là sai nhưng em không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Yêu Mikmi 20 tuổi chia sẻ về nỗi dằn vặt khi người cô yêu lại là bạn trai của cô bạn thân nhất. Mikami tâm sự, cô và Akiko không chỉ là hàng xóm láng giềng, chơi với nhau từ thuở nhảy lò cò, gấp thuyền giấy mà còn học chung một lớp suốt nhiều năm học phổ thông. Bởi vậy, họ là cạ cứng, thân thiết hơn cả chị em ruột. Mikami có điều vui buồn, thầm kín gì là thủ thỉ với Akiko đầu tiên. Đổi lại, kể cả bí mật động trời nhất trong gia đình mình, Akiko cũng chẳng ngại tiết lộ cho Mikami biết. Chuyện tình yêu, tình báo thì khỏi phải nói. Luật bất thành văn, gần như quen anh chàng nào họ cũng phải thông qua ý kiến của nhau thì mới yên tâm cặp kè. Và mọi diễn biến yêu đương đều phải cập nhật đầy đủ, thậm chí là những tình tiết tế nhị nhất. Con chế cắn đôi nên giờ mới oan trái thế này, Mikami buồn bã nói. Số là khoảng nửa năm nay, Akiko yêu Kusanagi. Kusanagi giỏi giang, đàng hoàng, lại vui tính, dễ gần. Trong số các đời bạn trai của Akiko từ trước tới giờ, anh là người được Mikami chấm điểm cao nhất. Cô còn hết lời khen ngợi và động viên bạn, mày tốt phước đấy, kiếm được anh chàng hết ít, cố mà giữ cho chặt. Nhưng vì thế mới có cơ sự ngày hôm nay. Thấy người yêu được lòng bạn thân, lắm khi hẹn hò với Kusanagi, Akiko lại vô tư rủ chị em của mình đi cùng cho vui. Phần Mikami, đang lúc cô đơn, nhàn rỗi, cô cũng hồn nhiên làm con Kida bám càng bạn. Cứ như vậy, chẳng biết từ bao giờ, Mikami đã trở thành nhân vật quan trọng trong tình yêu giữa Akiko và Kusanagi. Không chỉ là người để Akiko chia sẻ mọi chuyện lớn nhỏ như ông Kusanagi mới được thăng chức đấy, ông Kusanagi hôm nay ra đường bị công an phạt. Mikami còn thường xuyên đóng vai trò trung gian hòa giải khi cặp uyên ương này gặp chiến sự căng thẳng. Hơn thế nữa, cô lãnh thêm trách nhiệm làm cái bầu cho Kusanagi chút hết tâm sự, phiền muộn mỗi khi anh có bức xúc về Akiko. Cũng từ đây, giữa Kusanagi với Mikami nảy sinh vấn đề, chơi thân với nhau song tính Mikami xuề xòa. Thẳng thắn bao nhiêu thì Akiko lại đỏng đảnh, khó chịu bấy nhiêu. Có khi một tuần thì 5 ngày cô xin chuyện để khóc lóc, cãi vã khiến Kusanagi điên đầu. Mỗi lần như vậy, Kusanagi chỉ biết tìm tới cái phao giải cứu là Mikami với một lời than thở, giá như Akiko được một phần của em thì tốt. Sau nhiều bận giá như thế, trong anh đã xuất hiện cảm xúc khó tả về Mikami. Còn Mikami, bằng sự nhạy cảm của mình, cô cũng sớm nhận ra sự khác lạ ấy. Chỉ có điều, cô không ngờ rằng, chính trái tim mình cũng đang run rẩy trước tình cảm của Kusanagi, người mà kể cả khi đàn ông trên thế giới chết hết thì cô vẫn không được phép tơ tưởng. Và dù chuyện gì đến cũng phải đến. Sau một lần cãi nhau kịch liệt, Akiko phải đi công tác dài ngày, Kusanagi đã tìm tới Mikami để chút bầu tâm sự. Đồng cảm với câu chuyện của Kusanagi, cùng với tình cảm bị đè nén bấy lâu nay, Mikami đã yếu lòng và ngả vào vòng tay của Kusanagi. Sau đêm hôm đó, em thấy rất hối hận và chỉ biết tránh mặt anh ấy thôi. Lo nhất là bạn em đoán ra được điều gì đó thì chắc em không sống nổi. Mikami giải bày về nỗi sợ hãi trong lòng mình. Cô cũng hy vọng đây chỉ là cảm xúc nhất thời, sẽ sớm qua đi khi đôi bên không gặp mặt và mong rằng sẽ không có ai vướng phải chuyện này như cô.